Chúng ta bắt đầu chưa nhỉ? Ok ạ. Ok, đã bắt đầu nha. Vậy là ở trong cái nội dung bài học trước là chúng ta đã kết thúc cái nội dung của chương thứ ba. Đó là cái chương về đạo kế thừa. Hôm nay chúng ta chuyển sang cái nội dung về nội dung lớp hình tượng và đa hình. Thì ở cái chương này thì chúng ta sẽ tập trung vào hai cái vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất là khai báo và sử dụng các cái lớp cơ sở trừu tượng trong kế thừa, và cái nội dung thứ hai đó là tính đa hình trong kế thừa. Thì trước khi vào cái nội dung thứ nhất, đó là cái nội dung về lớp cơ sở trừu tượng, phần 4.1 là lớp cơ sở trừu tượng. Đây, chúng ta cùng nhau quan sát ở trên màn hình. Đây, chúng ta thấy rằng là ở đây tôi có bốn cái lớp đối tượng. Đã. Cái lớp đối tượng thứ nhất là lớp enzyme, gọi là lớp động cơ. Đã. Cái lớp thứ hai là lớp CK, và lớp thứ ba là lớp transport. Thế thì hai cái lớp CK và lớp transport đều được kế thừa từ một lớp cơ sở, đó là lớp enzyme. Chúng ta quan sát trên màn hình đều được kế thừa từ một lớp cơ sở lớp enzyme. Tức là lớp CK và lớp transport là lớp dẫn xuất của lớp enzyme. Đã. Thế và tiếp tục tôi xây dựng một cái lớp đối tượng nữa, đó là lớp xoắn bít. Thế lớp xoắn bít này thì lại là lớp dẫn xuất của lớp CK. Đã. Và là lớp dẫn xuất của lớp transport, tức là trong trường hợp này lớp xoắn bít của chúng ta là lớp kế thừa từ hai lớp cơ sở. Đã. Thế một lớp mà kế thừa từ nhiều lớp, đó là cái trường hợp mà chúng ta đã gặp ở chương thứ ba, đó là nội dung về đa kế thừa. Tức là gì? Tức là một lớp có thể kế thừa từ nhiều lớp cơ sở khác nhau. Thế chúng ta thấy rằng là khi kế thừa như này thì nó nảy sinh một số cái vấn đề nhỉ. Thứ nhất là các cái thành phần của lớp dữ liệu, các thành phần dữ liệu của lớp lớp enzyme này, các thành phần của lớp enzyme này sẽ bị lặp lại trong các lớp, sẽ bị lặp lại trong lớp xoắn bít hai lần. Vì lý do tại sao? Vì lý do này là CK là lớp dẫn xuất của lớp enzyme và CK lại là lớp cơ sở của lớp xoắn bít. Thế cho nên là chúng ta đều hoàn toàn có thể nhìn thấy cái hình dáng của lớp enzyme ở trong lớp xoắn bít này. Đều là hình dáng của lớp enzyme ở trong xoắn bít này. Hình dáng lớp enzyme ở trong CK này, trong CK hình dáng của CK lại có trong xoắn bít. Tức là enzyme là một cái lớp đối tượng, và lớp đối tượng này sẽ xuất hiện ở trong lớp xoắn bít, tức là những cái thành phần thuộc tính của lớp enzyme hoàn toàn có thể được kế thừa bởi lớp xoắn bít. Vì lớp xoắn bít là lớp dẫn xuất của lớp CK mà. Thành phần thuộc tính này, thành phần công thức là hoàn toàn có thể được kế thừa từ lớp xoắn bít. Thế bây giờ chúng ta sang cái nhánh bên phải, cái nhánh này. Đó. Lớp transport là lớp dẫn xuất của lớp enzyme. Đó. Thế và lớp xoắn bít lại là lớp dẫn xuất của lớp transport. Tức là trong trường hợp này transport là lớp dẫn xuất của enzyme, đồng thời là lớp cơ sở của lớp xoắn bít. Thế vì vậy những cái gì, những cái thuộc tính, những cái phương thức của enzyme đều có thể được kế thừa bởi transport, và những cái gì của transport bao gồm các thuộc tính, phương thức đều hoàn toàn có thể được kế thừa bởi lớp xoắn bít. Như vậy ở cái nhánh bên phải này chúng ta thấy lớp xoắn bít hoàn toàn kế thừa được những cái thuộc tính, những cái thành phần phương thức của lớp enzyme. Đó. Thế và điều đó có nghĩa rằng là gì? Là theo cả nhánh bên trái, theo cả nhánh bên phải thì lớp enzyme, các cái thành phần thuộc tính và phương thức của lớp enzyme sẽ xuất hiện ở lớp xoắn bít là hai lần. Đó. Đây là một cái điều mà hoàn toàn không mong muốn khi chúng ta sử dụng các cái lớp đối tượng mà có kiểu lớp xoắn bít, và nó gây ra một cái sự không an toàn về dữ liệu. Cái khắc phục là cái hạn chế thứ hai nữa, tức là hiện tượng thứ hai nữa mà đây là cũng là cái hiện tượng mà chúng ta rất hay gặp,
khi khai báo một cái biến đối tượng. Chúng ta biết rằng là mỗi một lớp đối tượng ấy, thì bao giờ cũng có một cái hàm khởi tạo hay một phương thức khởi tạo. Thế trong trường hợp chúng ta không định nghĩa phương thức khởi tạo tường minh, thì khi chúng ta khai báo một cái đối tượng thuộc một lớp nào đó, thì cái hàm khởi tạo ngầm định nó sẽ được gọi. Điều đó có nghĩa rằng hàm khởi tạo luôn luôn là tồn tại. Thế vậy thì khi chúng ta khai báo một cái lớp đối tượng thuộc lớp xe buýt, khai báo một cái bên đối tượng thuộc lớp xe buýt, thì cái phương thức khởi tạo của lớp engine nó sẽ được gọi hai lần. Phương thức khởi tạo của lớp engine sẽ được gọi hai lần. Nó được gọi thông qua cái nhánh kế thừa từ lớp CK là lần một, là một lần này. Thế rồi gọi lần thứ hai thông qua cái nhánh kế thừa từ lớp transport. À, như vậy nó sẽ được gọi hai lần. Thế và tương tự như vậy đối với cả hàm hủy bỏ, thì khi chúng ta biết rằng là bất kỳ một cái đối tượng nào cũng có hàm hủy bỏ, có nhiều nhất là một hàm hủy bỏ. À, trong trường hợp chúng ta không định nghĩa hàm tiền hủy bỏ tường minh thì nó sẽ gọi đối tượng đó sẽ gọi cái hàm khởi tạo ngầm định. Tức cái hàm khởi tạo, xin lỗi, hàm hủy bỏ ngầm định. Tức cái hàm hủy bỏ này nó được gọi như nào? À, khi mà chúng ta giải phóng cái đối tượng thì cái hàm hủy bỏ của đối tượng đó nó sẽ tự động được gọi tới. Thế trong trường hợp này nếu như chúng ta xây dựng một cái hàm hủy bỏ ở lớp engine chẳng hạn, hủy bỏ lớp engine thực hiện một cái tác vụ nào đó khi giải phóng cái đối tượng thuộc lớp engine, thì lập tức mà khi chúng ta khai báo và chúng ta sử dụng và chúng ta giải phóng một cái đối tượng thuộc lớp xe buýt, khi giải phóng một cái đối tượng thuộc lớp xe buýt thì lập tức là nó sẽ gọi tới cái hàm hủy bỏ của lớp cơ sở. Hàm hủy bỏ của lớp cơ sở ở đây gồm hàm nào? Thứ nhất là những cái hàm hủy bỏ của lớp CK này, rồi là hàm hủy bỏ của lớp engine này, rồi là hàm hủy bỏ của lớp transport và hàm hủy bỏ của lớp engine. Đấy, trong trường này chúng ta thấy rằng là nếu như đối tượng thuộc lớp xe buýt giải phóng thì hàm hủy bỏ của lớp xe buýt được gọi tới, đồng thời hàm hủy bỏ của lớp CK cũng được gọi tới và hàm hủy bỏ của lớp engine cũng sẽ được gọi tới. Đấy là nhánh thứ nhất, nhánh bên trái. Ở nhánh thứ hai, nó đi theo đường nhánh thứ hai bên phải này. Thì khi mà đối tượng thuộc lớp xe buýt giải phóng thì cái đối tượng khi lớp xe buýt giải phóng thì đối tượng thuộc lớp xe buýt sẽ được gọi tới cái hàm hủy bỏ. Hàm hủy bỏ đó nó cũng sẽ gọi tới cái hàm hủy bỏ của lớp transport và tiếp tục hàm hủy bỏ của lớp engine cũng sẽ được gọi tới. Điều đó có nghĩa rằng là đi theo cả hai nhánh thì hàm hủy bỏ của đối tượng sẽ được gọi tới hai lần khi mà cái đối tượng thuộc lớp xe buýt được giải phóng. Thế đấy là ba cái hạn chế mà khi chúng ta khai báo và sử dụng những cái đối tượng mà có đa kế thừa và mỗi và nhiều lớp ở lớp cơ sở sẽ lại là lớp tự xuất của một cái lớp đối tượng cơ sở khác, và nó sẽ gặp ba cái hạn chế đó. Thế để tránh cái vấn đề này thì C cộng cộng cung cấp một cái khái niệm, đó là kế thừa từ lớp engine, chỉ nói cơ kế thừa từ cái lớp cơ sở trừu tượng. Khi đó thì ta có các lớp CK này, chúng ta nhìn trên ví dụ đây, chúng ta sẽ có lớp CK này, lớp transport sẽ được kế thừa trừu tượng từ một cái lớp engine, và nó sẽ khắc phục cái hiện tượng là lớp engine các cái phương thức, các cái thuộc tính của lớp engine sẽ được xuất hiện hai lần trong lớp suýt, nó khắc phục cả cái hiện tượng đấy. Và bằng cách này thì chúng ta thấy các cái thành phần của lớp engine chỉ xuất hiện trong lớp xe buýt đúng một lần, và lúc đó lớp engine sẽ được gọi lớp cơ sở trừu tượng của lớp CK và lớp transport. Lớp transport đây, lớp CK. Thế và lớp engine sẽ được gọi lớp cơ sở trừu tượng của hai lớp, lớp CK và lớp transport.
Thế bây giờ để chúng ta có thể thực hiện được sử dụng cái việc mà dẫn xuất khai báo cái dẫn xuất của từ một cái lớp cơ sở trừu tượng thì chúng ta sẽ thực hiện khai báo theo cú pháp như sau. Chúng ta khai báo bắt đầu từ khóa class, sau đó là đến tên lớp dẫn xuất. Sau đó là đến từ khóa dẫn xuất. Từ khóa dẫn xuất. Thế từ khóa dẫn xuất ở đây thì chúng ta đã biết rằng là nó có ba từ khóa đó. Từ khóa private này, từ khóa protect này, rồi là từ khóa public. Tiếp theo đó là đến từ khóa virtual. Virtual. Virtual là từ khóa để nói lên rằng là cái lớp cơ sở mà đang được kế thừa bởi cái lớp dẫn xuất này là lớp cơ sở trừu tượng. Đó, là lớp cơ sở trừu tượng. Và khi là lớp cơ sở trừu tượng thì các cái thành phần của lớp cơ sở trừu tượng chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong lớp dẫn xuất mà thôi. Thế tiếp theo thì chúng ta sẽ khai báo và định nghĩa các cái thành phần ở trong cái lớp dẫn xuất. Chúng ta lưu ý này là khi chúng ta sử dụng cái từ khóa virtual này, khi chủ dụ, sử dụng từ khóa virtual thì chúng ta không được viết chữ hoa. Nhớ rằng là chúng ta phải viết thường, giống như từ khóa class đây như thế, chúng ta phải viết thường, không được viết chữ hoa. Thế và cái việc mà chúng ta có khai báo hay không khai báo cái từ khóa virtual thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái phạm vi truy nhập của thành phần lớp cơ sở. Và cái phạm vi này thì nó vẫn được quy định bởi từ khóa dẫn xuất như là thông thường. Điều đó có nghĩa rằng là khi chúng ta khai báo cái từ khóa dẫn xuất này là protect này, dẫn xuất public này, hay dẫn xuất private, thì cái phạm vi truy nhập của các cái thành phần private, protect, public thì nó vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì khi chúng ta sử dụng virtual. Và cái từ khóa virtual nó chỉ ra được là lớp cơ sở là trừu tượng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là chỉ ra là lớp trừu tượng nhưng lại được viết ở trong cái phần khai báo của lớp dẫn xuất. Ở đây là chúng ta đang khai báo ở lớp dẫn xuất. Đây là đang khai báo và định nghĩa lớp dẫn xuất này. Thế và cái từ khóa virtual nó chỉ xuất hiện ở trong cái phần khai báo dẫn xuất này thôi. Thế còn cái việc mà lớp cơ sở mà chúng ta định nghĩa trước đó, trước khi chúng ta định nghĩa lớp dẫn xuất này, thì chúng ta không có sử dụng tới cái từ khóa virtual này. Tức là khai báo trước đó thì cái lớp cơ sở của chúng ta nó sẽ đóng vai trò là một cái lớp đối tượng thông thường. Và nó chỉ đóng vai trò lớp trừu tượng khi chúng ta khai báo và định nghĩa lớp dẫn xuất kèm theo cái từ khóa virtual ở đây thôi. Thế mà một cái lưu ý thứ tư đó là một lớp dẫn xuất thì có thể được kế thừa từ nhiều lớp cơ sở trừu tượng khác nhau. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái khái niệm đa thừa kế đối với cả lớp cơ sở trừu tượng. Chúng ta không phải là cứ đa kế thừa đối với cả nhiều lớp đối tượng thông thường khác nhau, mà có thể là đa kế thừa nhiều lớp cơ sở trừu tượng khác nhau. Tôi lấy ví dụ để chúng ta dễ hiểu đây. Là tôi khai báo một cái lớp đối tượng thông thường thôi, là lớp engine bằng từ khóa class, sau đó tên lớp đối tượng. Thế mà trong lớp đối tượng này tôi vẫn khai báo các cái thuộc tính, các cái phương thức, rồi các cái phạm vi truy nhập của các cái phương thức, các cái thuộc tính đó giống như lớp đối tượng thông thường. Thế và cái lớp engine này nó sẽ đóng vai trò lớp cơ sở trừu tượng khi nào? Khi chúng ta bắt đầu khai báo và định nghĩa lớp dẫn xuất. Ở đây tôi định nghĩa, tôi khai báo và định nghĩa một cái lớp dẫn xuất là lớp CK. Với cái từ khóa dẫn xuất là từ khóa public, từ khóa public. Tiếp theo đó là từ khóa virtual, rồi đến tên lớp cơ sở trừu tượng. Ở đây lớp cơ sở trừu tượng là lớp engine. Rồi tiếp theo là chúng ta khai báo các cái thành phần bổ sung cho nó. Giống như là cái việc mà chúng ta kế thừa thông thường. Thế trong phần trên tôi vừa mới nói là khi chúng ta sử dụng một cái lớp đối tượng có kế thừa từ nhiều lớp cơ sở khác nhau và nhiều lớp cơ sở khác nhau đấy lại kế thừa từ một lớp cơ sở, lại kế thừa từ một lớp cơ sở, thì nó xảy ra hiện tượng là trong cái lớp dẫn xuất cuối cùng
dẫn xuất cuối cùng, ở mức cuối cùng nó sẽ xuất hiện khi mà gọi cái đối tượng, khi mà khai báo cái đối tượng của lớp dẫn xuất cuối cùng, thì cái lớp cơ sở trên cùng nó sẽ được gọi tới cái hàng khởi tạo nhiều lần. Có bao nhiêu lớp cơ sở, có bao nhiêu lớp cơ sở của lớp cuối cùng, tức là trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là đây, đây, trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là có hai lớp cơ sở của lớp xe buýt, và hai lớp cơ sở này lại là hai lớp dẫn xuất của lớp enzyme. Thì khi mà khai báo một cái đối tượng thuộc lớp xe buýt thì cái hàm khởi tạo của enzyme này nó sẽ được gọi tới hai lần, hai lần, hai lần. Thế thì để khắc phục cái hiện tượng này ấy, thì người ta, tôi vừa nói trên, người ta đã đưa ra được khái niệm là lớp cơ sở trừu tượng. Thế vậy thì khi chúng ta sử dụng cái khái niệm hay là sử dụng cái lớp cơ sở trừu tượng để dẫn xuất, thì cái hàm khởi tạo của lớp cơ sở trừu tượng nó sẽ thực hiện như nào? Chúng ta đi sang cái phần 4.1.2. Thế thì khác với cả lớp cái cơ sở thông thường là khi có một lớp dẫn xuất từ một lớp cơ sở trừu tượng và lớp cơ sở trừu tượng lại được lấy làm cơ sở cho một lớp dẫn xuất khác, thì trong hàm khởi tạo của lớp dẫn xuất cuối cùng thì nó vẫn phải gọi tới hàm khởi tạo tường minh của lớp cơ sở trừu tượng. Thế hơn nữa thì cái hàm khởi tạo của lớp cơ sở trừu tượng thì phải gọi là sớm nhất, phải được gọi sớm nhất. Tôi lấy ví dụ như này, giả sử như là tôi có hai lớp CK và lớp transport, lớp CK và lớp transport được kế thừa từ lớp cơ sở trừu tượng là lớp enzyme. Thế sau đó thì ở trong lớp xe buýt, lớp xe buýt thì lại được kế thừa từ hai lớp CK và lớp transport, giống như cái hình vẽ này này, hình vẽ đây. Enzyme lúc này đóng vai trò là lớp cơ sở trừu tượng. Thế và lớp xe buýt lại kế thừa từ hai lớp, từ hai lớp cơ sở. Thế khi đó thì cái hàm khởi tạo của lớp xe buýt, hàm khởi tạo của lớp xe buýt nó sẽ cũng phải gọi tường minh, nhớ rằng là đây là phải gọi tường minh cái hàm khởi tạo của lớp enzyme, tức là trong lớp xe enzyme này có cái hàm khởi tạo tường minh lớp enzyme. Và theo thứ tự thì cái hàm khởi tạo của lớp enzyme này phải là hàm khởi tạo, phải có hàm khởi tạo, và cái hàm khởi tạo này nó sẽ được gọi sớm nhất, gọi sớm nhất. Sau đó thì nó mới gọi tới cái hàm khởi tạo của lớp CK và lớp transport, tùy thuộc vào cái thứ tự của CK và transport trong cái khai báo dẫn xuất. Tuy nhiên thì cái enzyme này phải được gọi sớm nhất, khởi tạo của lớp enzyme này sẽ phải được gọi sớm nhất. Cụ thể tôi định nghĩa như này, cụ thể này là lớp cơ sở trừu tượng là lớp enzyme này, chúng ta vẫn định nghĩa khai báo thông thường thôi, trong đó có một cái hàm khởi tạo không tham số enzyme. Thế và hai cái lớp dẫn xuất của enzyme là lớp CK và lớp transport, transport. Thế thì cái lớp CK này, lớp CK đây, lớp CK tôi định nghĩa tường minh là một cái, tôi nghĩa tường minh một cái hàm khởi tạo không tham số cho lớp CK, và nhớ phải có dẫn xuất tới lớp enzyme đây. Sau đó là đến các cái câu lệnh thực thi trong lớp, trong cái hàm khởi tạo. Tương tự như vậy, lớp transport, đấy, lớp transport tôi cũng có dẫn xuất là public, và lớp cơ sở của nó là lớp cơ sở trừu tượng bằng với cái từ khóa là virtual. Nếu chúng ta bỏ cái từ khóa virtual này đi thì không phải là trừu tượng của transport nữa, và như vậy là trong trường hợp này chúng ta có lớp cơ sở trừu tượng là virtual engine. Thế và trong này thì tôi cũng định nghĩa, tôi cũng định nghĩa một cái hàm khởi tạo transport và có chỉ ra dẫn xuất, có chỉ ra dẫn xuất enzyme. Sau đó trong đó chúng ta thực hiện các cái câu lệnh của hàm khởi tạo transport. Và ở trong cái lớp xe buýt
Nhớ rằng là lớp xe buýt là lớp dẫn xuất trực tiếp từ hai lớp xe ca và lớp transport. Định nghĩa trực tiếp đấy. Dẫn xuất trực tiếp. Hay nói khác đi là xe ca và transport là hai lớp cơ sở của lớp xe buýt. Nhớ rằng đây là hai lớp cơ sở chứ không phải còn là hai lớp cơ sở trừu tượng nữa nha. Đây là hai lớp cơ sở thông thường của lớp xe buýt. Thế và trong này tôi định nghĩa một cái hàm khởi tạo cho lớp xe buýt. Cụ thể ở đây là tôi định nghĩa một cái hàm khởi tạo không tham số lớp xe buýt. Không tham số. Thế tuy nhiên thì cái lớp, cái đối tượng engine của ta thấy rằng là nó không có trong cái dẫn xuất của lớp xe buýt, mà dẫn xuất của lớp xe buýt nó chỉ có lớp xe ca và lớp transport thôi. Tức là lớp cơ sở của lớp xe buýt chỉ có lớp xe ca và transport thôi. Thế nhưng khi định nghĩa cái hàm khởi tạo của lớp xe buýt, chúng ta phải chỉ ra cái lớp cơ sở trừu tượng. Khi định nghĩa hàm khởi tạo của lớp xe buýt phải chỉ ra, phải chỉ ra cái lớp cơ sở trừu tượng. Và cái hàm khởi tạo của lớp cơ sở trừu tượng nó sẽ được gọi đầu tiên. Đây chúng ta nhìn đây. Engine sẽ được gọi đầu tiên. Rồi đến là hàm khởi tạo lớp xe ca, rồi đến hàm khởi tạo transport, rồi mới đến hàm khởi tạo của lớp xe buýt. Đấy là cái thứ tự thực hiện cái hàm khởi tạo đối với cả lớp cơ sở trừu tượng. Lưu ý là trong trường hợp lớp engine không phải là lớp cơ sở trừu tượng của lớp xe ca và transport thì trong hàm khởi tạo của lớp xe buýt là chúng ta không cần phải gọi tới hàm khởi tạo của lớp engine, hiểu chưa? Đây chúng ta nhìn vào ví dụ đây. Trong trường hợp lớp engine là lớp cơ sở trừu tượng của hai lớp xe ca và lớp transport, cho nên ở đây chúng ta phải chỉ ra một cách tường minh là có cái lớp hay là có cái hàm khởi tạo của lớp engine. Đó. Và hàm khởi tạo lớp engine sẽ được thực hiện đầu tiên. Thế tuy nhiên nếu như engine không phải là lớp cơ sở trừu tượng của xe ca, không phải cơ sở trừu tượng của transport thì chúng ta không nhất thiết phải chỉ ra một cách tường minh của cái hàm khởi tạo engine đây nữa, mà chúng ta chỉ cần chỉ ra xe ca và transport là được. Đó, lưu ý. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ và cụ thể để minh họa cho chúng ta cái việc mà thực thi cái chương trình. Thực thi cái chương trình. Trong đó có sử dụng lớp cơ sở trừu tượng. Tôi lấy một cái ví dụ này. Là tôi có một cái chương trình để minh họa cái việc khai báo và sử dụng lớp cơ sở trừu tượng, lớp engine và lớp cơ sở trừu tượng của các lớp K và lớp transport. Và hai lớp này sau đó lại làm cơ sở của lớp xe buýt. Tức là chúng ta giống như cái mô hình mà trong cái phần trước tôi vừa mới nói đó. Tức là tôi có một cái lớp engine đóng vai trò là lớp cơ sở trừu tượng của lớp xe ca và transport. Thế và lớp xe ca và transport lại là lớp cơ sở của lớp xe buýt. Thế thì khi đó khi chúng ta khai báo một cái đối tượng lớp xe buýt thì cái hàm khởi tạo của các lớp này nó sẽ thực hiện như thế nào. Thì bây giờ tôi viết một cái đoạn code cụ thể như sau. Thằng include IO stream IO stream khai báo thư viện con io.h include thế rồi tôi khai báo một cái trong này tôi có sử dụng được cái hàm mà xử lý sâu ký tự, cho nên là tôi sẽ khai báo một cái tệp string.h và cái tệp string.h rằng include string IO sim là dùng để chúng ta sử dụng các đối tượng CLCIN. Con IO chúng ta dừng và nhìn xem kết quả. Chúng ta sử dụng hàm get của cái tệp này. Còn trong này thì tôi có sử dụng cái lệnh copy sâu ký tự, cho nên tôi phải khai báo cái tệp sim.h.
Tức là để sử dụng SEO, SEO một cách trực tiếp thì chúng ta hoàn toàn có thể phải khai báo cái không gian tên chuẩn using name về STD. Tôi khai báo lớp engine như sau. Ở đây tôi khai báo lớp engine có một cái thuộc tính, đó thuộc tính power và cái từ khóa dẫn xuất, từ khóa cái chỉ phạm vi truy nhập của cái thuộc tính power này là private power. Thuộc tính power này có kiểu là kiểu nguyên, đây là cái thuộc tính là chỉ cái công suất động cơ. Thế và trong này tôi có một cái hàm khởi tạo, một hàm khởi tạo không tham số và hàm khởi tạo một tham số public với cái từ khóa chỉ phạm vi truy nhập là public. Hàm khởi tạo không tham số thì không cần phải chỉ ra kiểu engine và tên của hàm khởi tạo trùng với tên lớp. Thế và hàm khởi tạo không tham số chứng minh này thực hiện gán power bằng không. Đây tôi thực hiện định nghĩa luôn ở trong cái hàm và không định nghĩa ngoài hàm power bằng không. Tôi có dấu phẩy chấm phẩy rồi. Và tôi có một cái hàm khởi tạo thứ hai, hàm khởi tạo một tham số engine. Khởi tạo một tham số này là có chức năng là khởi tạo cho cái giá trị thuộc tính, khởi tạo cho thuộc tính power bằng cái giá trị đối số truyền vào. Chúng ta có in và pv group in, pv group in. Và tôi có một cái hàm, một cái phương thức là phương thức hiển thị cái công suất của cái động cơ. Đây tôi có phương thức show, show. Thế và tôi có một cái phương thức nữa là cái phương thức lấy về cái giá trị. Phương thức show này tôi định nghĩa luôn trong này cũng được, định nghĩa luôn, định nghĩa luôn là sale, sale công suất vì nó ngắn nên tôi định nghĩa luôn ở trong lớp nó thuận, nó chỉ có một câu lệnh công suất ký hiệu là kilowatt giờ, kilowatt giờ hiển thị ra power and tôi định nghĩa thêm một cái, tôi khai báo và định nghĩa thêm một cái phương thức nữa là phương thức trả về cái giá trị, hay là nhận nhận cái giá trị của cái thuộc tính power này. Bởi vì sao tôi phải làm thế? Bởi vì rằng là cái thuộc tính power của ta là cái thuộc tính có phạm vi truy nhập private, cho nên là chúng ta không thể truy nhập một cách tùy ở ngoài lớp được, và chúng ta cũng không thể truy nhập bằng cái toán tử truy nhập thông qua tính đối tượng được, cho nên là chúng ta phải có một cái phương thức để lấy về cái giá trị của thuộc tính. Ở đây tôi sử dụng một cái hàm trả về giá trị của nguyên cùng kiểu với kiểu của power ở đây, và tôi gọi hàm này hàm get power, get power. Hàm này là hàm, đây là cái phương thức không có tham số và có câu lệnh trả về là return power.
Đấy là tôi khai báo và định nghĩa xong cái lớp enzym. Tiếp tục tôi khai báo một cái lớp CK. Class. Lớp CK. Đấy. Lớp CK này là lớp dẫn xuất của lớp enzym và có cái phạm vi dẫn xuất, tính chất dẫn xuất là tính chất public. Sau đó là đến tên từ khóa, tên từ khóa virtual enzyme. Thì khi chúng ta khai báo định nghĩa như này thì nó trên trình dịch nó hiểu rằng là đây là lớp CK được kế thừa từ lớp cơ sở trừu tượng là lớp enzyme. Cơ sở trừu tượng là lớp enzyme. Thế trong này, trong lớp CK chúng ta có ba cái thuộc tính, có phạm vi và divert. Giống như là trong các ví dụ trước thôi, có thuộc tính là tốc độ này, speed này, thế rồi gì nữa? Rồi là nhãn hiệu xe. Nhãn hiệu xe này. Đấy, thế rồi là thuộc tính nhãn hiệu xe là có kiểu sâu ký tự, tối đa là 20 ký tự. Thế rồi thuộc tính giá có kiểu float. Float. Thuộc tính giá và đai. Ngoài ba thuộc tính này, chúng ta có các cái phương thức như sau. Chúng ta có phương thức các phương thức này có phạm vi là public. Ở trong lớp CK này, tôi định nghĩa một cái hàm, hai hàm khởi tạo, trong đó có hàm khởi tạo không tham số. Đấy. Hàm khởi tạo không tham số. Tôi khai báo hai hàm nhá. Khai báo trước định nghĩa sau. Rồi là CK hàm khởi tạo ba tham số. Thế chúng ta biết rằng là cái hàm khởi tạo không tham số này là nó khởi tạo những cái giá trị mặc định cho các cái thuộc tính speed, max, drive. Thế còn hàm khởi tạo tiếp theo là hàm khởi tạo có chức năng là khởi tạo những cái giá trị, khởi tạo giá trị cho các cái thuộc tính thuộc lớp enzyme này, cho các thuộc tính thuộc lớp CK này. Như vậy chúng ta sẽ có bốn cái thuộc tính. Như vậy cái hàm khởi tạo này sẽ có bốn tham số. Tham số thứ nhất kiểu nguyên để khởi tạo cho thuộc tính power thuộc lớp enzyme. Tham số thứ hai là khởi tạo cho cái thuộc tính speed cũng có kiểu nguyên. Tham số thứ ba là khởi tạo cho thuộc tính nhãn hiệu xe. Thuộc tính nhãn hiệu xe thì đây là thuộc tính có, đây là tham số có kiểu mảng ký tự. Kiểu mảng ký tự. Và thuộc tính thứ tư là khởi tạo cho thuộc tính prime có kiểu float. Như vậy tôi khai báo xong. Và tôi khai báo một cái phương thức đó là trả về tốc độ xe. Gas speed. Gas speed. Gas speed. Rồi là thuộc tính get max trả về sâu ký tự. Hàm trả về sâu ký tự get max. Cái hàm này có chức năng là trả về cái giá trị thuộc tính của nhãn hiệu xe. Thế rồi tôi xây dựng một cái hàm nữa để trả về giá trị của thuộc tính drive. Get drive. Và hiển thị giá trị của các thuộc tính, hiển thị giá trị của các thuộc tính thuộc lớp enzyme và lớp CK thì tôi có hàm phương thức sâu, void sâu, bây giờ ta lần lượt đi định nghĩa
Nó đi định nghĩa cho các cái phương thức thuộc lớp CK. Chúng ta biết rằng là ở lớp CK chúng ta có các phương thức ghép này để làm gì? Để chúng ta lần lượt lấy về cái giá trị của các cái thuộc tính thuộc lớp đối tượng CK. Tại sao chúng ta cần phải có cái hàm này? Là bởi vì các cái thuộc tính thuộc lớp CK có phạm vi truy nhập là private, tức là phạm vi riêng tư. Cho nên là chúng ta không thể truy nhập một cách trực tiếp từ đối tượng bên ngoài được. Chúng ta không thể truy nhập trực tiếp từ đối tượng bên ngoài được. Cho nên chúng ta cần phải có những cái phương thức để lấy về giá trị của các thuộc tính đó. Và bây giờ ta sẽ xây dựng các phương thức như sau. Tiếp là tôi xây dựng cái phương thức khởi tạo cho lớp CK. Khởi tạo không tham số. Để xây dựng phương thức khởi tạo không tham số, định nghĩa chi tiết không tham số. Thì chúng ta bắt đầu bằng tên lớp đối tượng, sau đó là đến tên hàm khởi tạo. Nhớ rằng là đây là hàm khởi tạo của một cái lớp dẫn xuất từ một lớp cơ sở trừu tượng, cho nên chúng ta phải chỉ rõ cái tên của lớp cơ sở ng. Tiếp theo đó là chúng ta thực hiện gán giá trị cho các cái thuộc tính thuộc lớp CK. Khi chúng ta viết cái hàm khởi tạo như này thì điều đó có nghĩa rằng là hàm khởi tạo của lớp engine đã xuất hiện trong cái hàm khởi tạo của lớp CK rồi. Thế và hàm khởi tạo của lớp engine chúng ta định nghĩa như nào đấy? Không tham số này. Không tham số này. Chúng ta gán là PO bằng 0 này. Đấy. Ở cái chỗ này có lẽ là tôi này. Chỗ này chắc là tôi quên rồi. Đây. Chúng ta phải thêm vào đây nữa là dòng là PO được gán bằng PV Rubin. Lệnh voi theo thiếu ngoặc luôn kìa thầy. Nào em. Bao nhiêu đấy? À quên, voi dòng sâu dòng số 11. 11 đây. Voi sâu đây. À rồi, thiếu chỗ này. Tiếp tục này, ở lớp lại quay chúng ta quay trở lại cái việc khởi tạo của lớp CK. Chúng ta nhớ là chúng ta phải chỉ ra cái dẫn xuất là engine đây. Thế khi chỉ ra dẫn xuất engine đây thì chúng ta hiểu rằng là trong khởi tạo của CK đã gọi tới khởi tạo của engine rồi. Mà khởi tạo engine thì là thực hiện là gì ạ? Trong việc khởi tạo engine không tham số này, tức là chúng ta thực hiện gán to bằng không. Bây giờ chúng ta tiếp tục gán giá trị cho các cái thuộc tính speed, max và dai. Thế thì thông thường thì những cái giá trị khi chúng ta sử dụng hàm khởi tạo tướng minh không tham số thì chúng ta sẽ gán các cái giá trị cho các cái thuộc tính một cái giá trị mặc định nào đó. Thế trong trường này chúng ta sẽ lần lượt gán cho speed bằng 0. Gán cho speed bằng 0. Bằng 0 này. Gán speed bằng 0 này. Thế rồi gán thuộc tính max bằng sâu rỗng. Nhãn hiệu xe này là một cái sâu rỗng. Để gán cho thuộc tính max bằng sâu rỗng thì chúng ta sẽ sử dụng hàm strcp của cái tệp sin.h strcp. Và chúng ta gán cho thuộc tính max bằng rỗng, làm cái sâu rỗng, làm cái sâu rỗng, và thuộc tính giá thì gán bằng không. Đây là khởi tạo không tham số. Tiếp theo nữa là chúng ta khởi tạo bốn tham số. Khởi tạo bốn tham số, chúng ta cũng bắt đầu bằng tên lớp sản xuất, sau đó là đến tên hàm khởi tạo, và trong này chúng ta sẽ có các cái tham số. Chúng ta có tham số thứ nhất là pin này, pgroupin này. Thế rồi tiếp theo nữa là
Sang số thứ nhất là chúng ta khởi tạo cho công suất của lớp enzyme. Tham số thứ hai là khởi tạo cho tốc độ của lớp CK cũng có kiểu nguyên. Nhớ rằng là đây là chúng ta đang định nghĩa chi tiết. Đang định nghĩa chi tiết cho hàng khởi tạo, cho nên là chúng ta phải chỉ rõ tên tham số để còn thao tác trên đó. Tổng này cho để là S in. Rồi thuộc tính tham số thứ ba là để khởi tạo cho cái thuộc tính mắc. Thì đây là một cái sâu ký tự. Tôi để là sâu ký tự. Sha M in. Để dạng sâu ký tự. Và thuộc tính thứ tư để khởi tạo cho thuộc tính tham số thứ tư là để khởi tạo cho cái thuộc tính prime của lớp CK có kiểu float. Chúng ta chỉ rõ tên của nó là PRI. Nhớ rằng là đây mới chỉ là khai báo tới cái hàm khởi tạo, tên hàm khởi tạo của lớp dẫn xuất. Vì lớp dẫn xuất này được dẫn xuất từ lớp cơ sở chủ tượng là lớp enzyme, cho nên chúng ta phải chỉ rõ cái tên lớp cơ sở này ra, enzyme chỉ ra. Hàm khởi tạo ở đây chúng ta thấy rằng là trong trường hợp này là chúng ta khởi tạo cho các cái thuộc tính của lớp enzyme và lớp CK nhận các cái đối số tương ứng được truyền vào, và cái đối số, các cái tham số của hàm khởi tạo thuộc lớp CK tôi định nghĩa bốn cái tham số, trong đó có tham số đầu tiên là khởi tạo cho cái thuộc tính power của lớp enzyme, cho nên là trong trường hợp này là chúng ta phải gọi tới cái hàm khởi tạo một tham số của lớp enzyme đây. Đó. Nên là chúng ta sẽ dẫn xuất tới cái hàm khởi tạo của lớp enzyme là hàm khởi tạo một tham số. Thế trong trường hợp này hàm khởi tạo của ta là một tham số, cho nên là chúng ta chỉ cần đưa vào đây là tên của tham số p in, p group in. Thế nhớ rằng là tên p group in là một cái tham số mà nó phải tồn tại ở trong cái danh sách tham số của hàm khởi tạo thuộc lớp dẫn xuất. Chúng ta không cần phải chỉ rõ cái kiểu của cái tham số thuộc hàm khởi tạo lớp dẫn xuất ở lớp cơ sở nữa, bởi vì chúng ta đã khai báo ở kiểu của nó ở trong cái hàm khởi tạo lớp dẫn xuất rồi. Đấy, cụ thể ở đây nó chính là cái tham số đầu tiên, nó chính là cái tham số đầu tiên của lớp của cái hàm khởi tạo thuộc lớp CK. Chúng ta chỉ cần chỉ ra tên mà không cần chỉ ra, không cần phải chỉ ra kiểu. Trong này thì tôi thực hiện lần lượt như sau. Thứ nhất là hàm enzyme được là hàm phương thức hàm cơ hàm khởi tạo enzyme là một cái hàm thuộc lớp cơ sở trừu tượng, cho nên khi chúng ta khai báo dẫn xuất như này thì mặc nhiên là hàm khởi tạo enzyme sẽ được gọi tới, tức là nó thực thi câu lệnh là cán power bằng p in. Và bây giờ chúng ta chỉ cần định nghĩa tiếp những cái lệnh bổ sung cho hàm khởi tạo. Thế bổ sung ở đây chúng ta có thấy là bổ sung những cái gì? Trong lớp CK, trong lớp dẫn xuất CK có ba cái thuộc tính bổ sung này. Vậy thì đây chúng ta sẽ cần tới ba câu lệnh bổ sung để khởi tạo cho ba thuộc tính này. Và như vậy chúng ta sẽ có là speed, tốc độ sẽ được gán bằng giá trị của tham số thứ hai là S in. Thế còn thuộc tính max. Sẽ được gán bởi cái giá trị của tham số thứ ba. Chúng ta sử dụng hàm SPLCT để thực hiện theo gán. Đầu tiên là thuộc tính max này. Sau đó là đến giá trị của tham số thứ ba MI. Gán. Thế rồi thuộc tính prime. Đây. Sẽ được gán bằng giá trị của cái tham số PRI.
gợi ý. Thế là chúng ta xây dựng định nghĩa chi tiết cái hàm phải tạm lớp thuật sẽ k. Bây giờ tiếp tục tôi định nghĩa chi tiết cho các cái hàm phân thức khác, phân thức thông thường khác, đó là phân thức get split, get max và get grand. Thì để cho nó nhanh ý, thì tôi định nghĩa luôn trên này luôn đây là get speed. Tôi dùng câu lệnh return speed vì nó chỉ có một lệnh ý, nên cài vào luôn như này cho nó rõ và cho nó nhanh. Thì get max thì cũng vậy, get max thì chúng ta có là return max, return quên mất rồi, không phải get và ra ta có câu lệnh là return và ra return và ra phương thức sâu. Tôi định nghĩa phương thức sâu nó nhiều lệnh thì thôi tôi để ngoài. Phân tích sâu là có kiểu là kiểu void này. Sau đó lên tên lớp. Rồi đến tên của phương thức sâu. Tên lớp là tên phương thức này. Không có tham số. Câu này thì tôi hiển thị những cái thông tin như sau. Thứ nhất là hiển thị nhãn hiệu xe. Xe out. Hiệu xe. Đấy. Thị ra. Nhãn hiệu xe là mắc này. En xuống dòng. Thế rồi hiển thị là xe out này. Tốc độ xe độ xe là speed. Đúng rồi. Rồi hiển thị tốc độ xe này, hiển thị giá xe. Giá xe thì nó chính là price. Xuống dòng. Thế rằng ở đây chúng ta đang sử dụng cái phương thức sâu của lớp xe ca, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái thuộc tính max, hoàn toàn sử dụng max speed và drive được. Rồi là chúng ta hiển thị cái công suất của lớp engine ra, xe công suất. Bây giờ tôi hỏi chúng ta, tôi viết này có được không nhỉ? Tôi viết là power. Như này có được không? Đây tôi gọi một người lên không trả lời tôi câu hỏi này. Tôi viết này có Không được ạ. không? Không phải á? Bạn Tuyên. Anh này ạ. Có bạn nào trả lời không được nhỉ? Vừa nãy. Em ạ, Thế em bạn ạ. nào? À bạn Huy, bạn Hoàng à, bạn Hoàng trả lời không được à? Tại Vâng. sao không được à Hoàng? À, tại vì cái phần trên thầy khai báo đó là vài vết thì phải dưới thì phải dùng một toán tử truy nhập đến cái power. Dùng tới một cái phương thức để truy nhập đến power để lấy giá trị power đúng không? Vâng. Thế đây nó chính là cái hàm gì đây ạ? Ở cái hàm get À đúng rồi. Đã, cảm ơn bạn Hoàng nhé. power ạ. Hoàng đã Hoàng. Chú ý Hoàng nhỉ? Vâng. Cảm ơn Hoàng. Ngày 15 Hoàng đã chỉ ra cho ông ta thấy là rất đúng đấy. Tức là
Trong trường này nếu ta để power thì không được, bởi vì power là cái thuộc tính có tính chất private thuộc lớp enzyme, cho nên mọi lớp dẫn xuất không thể truy nhập được vào đó, mà chúng ta phải sử dụng một cái phương thức của lớp enzyme. Phương thức này phải là phương thức có tính chất public đã, để chúng ta lấy về cái giá trị của power. Và ở đây bạn đã chỉ ra chúng ta phải dùng get power, cái hàm get power hàm này này, cái hàm mà ta vừa mới xây dựng này của lớp enzyme ấy, đó phải dùng hàm này để lấy về cái giá trị power. Như vậy thay vì ta để power, ta phải để đây là get power. Get power là cái phương thức có tính chất public, phạm vi truy nhập là public. Đấy, cho nên là đối với cả dẫn xuất public thì nó hoàn toàn có thể truy nhập được. Đây, chúng ta có dẫn xuất public thì hoàn toàn có thể là sử dụng được đúng như một cái thành phần public thuộc lớp CK. Bây giờ chúng ta tiếp tục định nghĩa, khai báo và định nghĩa một cái lớp thứ hai là lớp transport. Đó. Lớp transport tôi định nghĩa bằng, bắt đầu bằng từ khóa class transport, tên lớp, sau đó tên lớp này transport, sau đó là đến từ khóa dẫn xuất. Lớp transport này được dẫn xuất từ một lớp cơ sở trừu tượng enzyme. À, chúng ta bắt đầu bằng toán tử dẫn xuất là hai chấm, sau đó là đến từ khóa dẫn xuất, sau đó là đến từ khóa chỉ ra là lớp cơ sở trừu tượng virtual enzyme. Và trong này thì ta bổ sung lớp transport, ta bổ sung thêm một thuộc tính nữa, private, đó là cái thuộc tính có tên là ticket, kiểu trả về là kiểu float ticket, tức là thuộc tính trả về giá xe, giá vé lớp giao thông, lớp transport có thuộc tính là giá vé. Tiếp theo là tôi có bốn cái phương thức và có tính chất là public, có tính chất public. Phương thức thứ nhất là phương thức khởi tạo transport. Phương thức khởi tạo không tham số. Và cái phương thức này có chức năng là gán cho cái thuộc tính giá vé là bằng không. Ít bằng không, tôi định nghĩa luôn ở trong hàm, ở trong lớp. Cái thuộc tính thứ hai, cái hàm phương thức khởi tạo thứ hai là phương thức khởi tạo hai tham số, hai tham số transport khởi tạo hai cái tham số này ấy, thì cái tham số thứ nhất là để khởi tạo cho cái thuộc tính power thuộc lớp enzyme. Đấy. Tham số thứ hai là để khởi tạo cho cái thuộc tính ticket của lớp transport, là cho thuộc tính này. Thế là cái phương thức ở đây tôi chưa định nghĩa luôn cái phương thức, hay là tôi bỏ cái này đi, nó định nghĩa ngoài lớp cùng đồng bộ, định nghĩa cho nó cùng đồng bộ. Cái phương thức thứ ba nữa là cái phương thức trả về giá vé của xe, bởi vì cái phương thức, cái thuộc tính ticket của ta là cái thuộc tính có tính chất riêng tư, tính chất private. Cho nên là dù chúng ta có dẫn xuất bằng cái từ khóa nào đi chăng nữa, hay chúng ta sử dụng đối tượng nào chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể truy nhập một cách trực tiếp đến ticket được. Nên để lấy về được cái giá trị của cái thuộc tính ticket này, thì chúng ta phải sử dụng một cái hàm hay một cái phương thức có tính chất public để chúng ta lấy về, có tính chất public để chúng ta lấy về cái giá trị của giá vé của thuộc tính ticket. Ở đây tôi sử dụng một cái phương thức, xây dựng một phương thức là get ticket float, get ticket. Và một cái phương thức nữa là phương thức show. Phương thức show này để
hiển thị cái giá trị của các cái thuộc tính thuộc lớp transport và thuộc lớp engine. Bây giờ chúng ta đi định nghĩa cho các phương thức này. Đầu tiên là tôi định nghĩa cho phương thức khởi tạo không tham số. Làm bắt đầu là chúng ta phải chỉ ra gì ạ? Trên lớp transport. Transport. Sau đó là đến toán thử phạm vi, rồi đến tên hàm không tham số, nào phải tạo không tham số. Và chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải chỉ ra cái hàm engine cho nó, tức là chỉ ra cái hàm khởi tạo của cái lớp cơ sở trừu tượng. Và khởi tạo của lớp cơ sở trừu tượng là hàm có tên là engine. Engine. Này. Thế trong này thì định nghĩa ticket là bằng không. Khi thực thi câu lệnh của hàm khởi tạo transport này thì trước hết là nó phải thực hiện các câu lệnh của hàm khởi tạo engine này trước. Đó. Tức là khi chúng ta khai báo một định nghĩa như này thì tức là cái hàm khởi tạo engine này là hàm được gọi đến, sẽ được gọi đến khi thực hiện khởi tạo transport. Thế cho nên là khi thực hiện engine tức là thực hiện cái gì? Thực hiện là gán engine này, thực hiện gán power bằng không trước. Đó. Sau đó là thực hiện đến câu lệnh ticket bằng không, được gán bằng không. Đấy là phần định nghĩa chi tiết cho cái phương thức khởi tạo không tham số. Tiếp theo là tôi định nghĩa chi tiết cho hàm khởi tạo hai tham số. Bắt đầu bằng từ khóa transport này, đến toán thử phạm vi này, rồi đến tên của hàm khởi tạo hai tham số. Cụ thể đây nó chính là tên lớp. Thế hàm khởi tạo hai tham số của transport thì có hai tham số như sau. Chúng ta nhớ phải định chỉ ra một cách tường minh, phải chỉ ra một cách tường minh cái tên của tham số. Thứ nhất là tên tham số là p in. Đây là công suất này, tham số này để dùng để khởi tạo cho cái công suất của lớp engine. Cái tham số thứ hai là khởi tạo cho cái thuộc tính giá vé, cái thuộc tính ticket của lớp transport, tôi ký hiệu là T in. Thế mà để khởi tạo cho cái thuộc tính công suất, thuộc tính power của lớp engine bằng cái giá trị của cái tham số thứ nhất, hàm khởi tạo tần suất thì chúng ta phải gọi tới cái hàm khởi tạo một tham số của lớp engine. Cái hàm khởi tạo một tham số của lớp engine đây này, cái hàm đây, hàm khởi tạo một tham số đây. Đấy. Thực hiện gán giá trị gì ạ? Giá trị của power, gán cho power bằng giá trị của đối số chuyển vào, tức là bằng p với loop in này. Đấy. Như vậy trong trường này chúng ta phải chỉ rõ tên của tham số, đối với hàm khởi tạo thuộc lớp engine chúng ta sẽ có tên tham số là p value in. Nhớ rằng là cái tên tham số này chúng ta chỉ cần chỉ tên tham số thôi mà không cần chỉ ra kiểu, và cái tên tham số này nó phải nằm trong cái danh sách tham số mà chúng ta khai báo đối với hàm khởi tạo của lớp tần suất transport. Cụ thể ở đây nó chính là tham số thứ nhất của hàm khởi tạo transport. Vậy chúng ta đã xong cái phần khởi tạo định nghĩa chi tiết cho hàm khởi tạo thuộc lớp transport. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa chi tiết cho cái hàm getTicket. Phương thức getTicket là cái phương thức thông thường, cho nên là chúng ta chỉ cần chỉ ra kiểu này. Sau đó là đến tên lớp, nhớ phải chỉ ra tên lớp transport. Cái hàm khởi tạo ticket kia thì thầy phải tích tay in đấy thầy. Đâu rồi?
năm năm ấy thầy, năm sáu ấy, ba sáu à, năm sáu à năm sáu à, ít đấy, bằng à tên. tên chưa thì vậy đâu, đúng rồi. À, bạn vừa phát biểu bạn nào nhờ Tuyên ạ. bạn Tuyên à, cảm ơn Tuyên nha. Tôi thích thêm một sao cho bạn Tuyên nữa này, bạn đã nhắc tôi cái việc mà Tuyên bên bà Tuyên nhỉ, rồi ta tiếp tục. Bạn Tuyên giờ mới nhắc tôi là trong cái hàm phần định nghĩa chi tiết của hàm cải tạo transport tường minh 200 số này thì chúng ta phải gán cho cái giá trị thuộc tính ticket bằng tein bằng cái giá trị của tham số thứ hai. À, lúc nãy tôi copy từ trên cái phần trên cho nên là tôi chưa kịp sửa và bạn đã nhắc tôi kịp thời cái việc đó. À, chúng ta sang cái phần định nghĩa chi tiết cho cái hàm ticket, à get ticket. Thì cái hàm get ticket này có chức năng là lấy về cái giá trị của cái thuộc tính ticket. Đó. Và theo cú pháp thì chúng ta bắt đầu khai báo bằng kiểu của hàm này, kiểu của công thức. Sau đó là đến tên lớp transport. Sau đó là đến tên lớp này, transport. Rồi đến toán tử phạm vi. Toán tử phạm vi là get ticket. Rồi đến tên hàm thì phạm vi bằng ký hiệu bằng hai dấu hai chấm, rồi đến tên hàm. Trong hàm này thì chúng ta thực hiện một câu lệnh là return ticket. Return ticket. Tiếp tục chúng ta khai báo và chúng ta định nghĩa nghĩa cài đặt chi tiết cho cái công thức sâu, và nhớ rằng là chúng ta phải chỉ ra đầu tiên là kiểu void, và chỉ ra là tên lớp transport. À, rồi đến toán tử phạm vi, rồi đến tên hàm, đến tên công thức. Trong này thì chúng ta hiển thị các cái thuộc tính là công suất này, thế rồi là hiển thị cái giá vé. Công suất thì là hiển thị cái thuộc tính power, hiển thị giá trị của thuộc tính power thuộc lớp benzin. Chúng ta có CA suất. Vì cái thuộc tính power là thuộc tính này là cái thuộc tính có tính chất private, cho nên là chúng ta không thể truy nhập bởi các lớp dẫn xuất được, mà chúng ta phải truy nhập thông qua cái phương thức lấy về giá trị của nó. Và chúng ta có đã có hàm gì ạ? Get power đây. Get power đây. Power. Theo nữa là hiển thị giá vé, CAO giá vé. Giá vé này thì nó chính là giá trị của thuộc tính ticket. À, giá trị của thuộc tính ticket. Và đây là thuộc tính thuộc lớp transport, cho nên là chúng ta vẫn hiển thị nó thông thường thôi. Vì mức độ phạm vi của nó là trong lớp ticket. Như vậy chúng ta đã xây dựng xong hai lớp dẫn xuất, và hai lớp dẫn xuất này cùng được kế thừa từ một cái lớp cơ sở trừu tượng. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng định nghĩa chi tiết, khai báo và định nghĩa chi tiết cho cái lớp xe buýt, và lớp xe buýt này là lớp dẫn xuất từ hai lớp xe ca và lớp transport. Tức là trong trường này chúng ta giải quyết bài toán là đa kế thừa. Cái phần trên là đơn kế thừa, còn bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài toán là đa kế thừa. Chúng ta định nghĩa, chúng ta khai báo lớp xe buýt như sau. Bắt đầu bằng từ khóa class.
Sau đó là đến tên lớp. Rồi đến toán tử dẫn xuất. Toán tử dẫn xuất là dấu hai chấm. Rồi đến từ khóa dẫn xuất. Ở đây tôi sẽ dẫn xuất xe cao trước, theo thứ tự là xe cao trước này. Rồi đến là dẫn xuất transport. Dẫn xuất xe cao, tôi để dẫn xuất này là dẫn xuất public. Dẫn xuất transport cũng là từ khóa dẫn xuất là public. Transport. Transport. Này. À, transport rồi. Tiếp theo. Trong lớp cho biết này thì tôi định nghĩa những cái thành phần bổ sung như sau. Tôi định nghĩa thêm một cái thành phần nữa có tính chất và divert, tính chất riêng tư. Đó là nhãn hiệu xe. À, đây không phải nhãn hiệu xe mà là số tuyến. Xe buýt của ta thì bao giờ cũng có tuyến xe mà được ký hiệu bởi các số. Ví dụ như là tuyến Thái Nguyên lên Đại Từ mang số biển, mang số 1 này. Thế rồi tuyến Thái Nguyên đi Sông Công thì được đánh số là 2. Đấy là số tuyến. Tôi ký hiệu là label, có kiểu là cụ nguyên. Thế và trong cái lớp xe buýt này thì tôi định nghĩa ba cái phương thức khởi tạo có phạm vi là public. Nghĩa hai phương thức khởi tạo. Phương thức khởi tạo thứ nhất là phương thức khởi tạo không tham số, cùng tên dưới nước không có kiểu trả về. Phương thức khởi tạo thứ hai, ở đây tôi khởi tạo là 6 tham số. Cái tham số đầu tiên ấy là để tôi khởi tạo cho công suất của lỗi benzin. Tham số thứ hai là để tôi khởi tạo cho cái thuộc tính tốc độ của lớp CK. Và cái thuộc tính thứ ba là D, tôi khởi tạo cho cái thuộc tính là nhãn hiệu xe của lớp CK. Của thuộc tính thứ tư là tôi sẽ khởi tạo cho cái thuộc tính Drive CK. Và phương thức và tham số thứ năm là để tôi khởi tạo cho cái thuộc tính thuộc tính ticket của lớp transport, của lớp transport. Và cái thuộc tính thứ sáu là để tôi khởi tạo cho cái thuộc tính label của lớp xe buýt của nguyên. Và để hiển thị những cái thông tin của lớp engine, lớp lớp CK, lớp transport, rồi lớp xe buýt thì tôi sẽ xây dựng một cái phương thức là phương thức sâu. Phương thức sâu của ta ở đây là có cùng tên. Chúng ta thấy rằng lớp CK cũng có phương thức sâu này, xe buýt cũng có phương thức sâu này, rồi lớp engine cũng có phương thức sâu, ở lớp dẫn xuất của lớp CK, lớp xe buýt, lớp CK và lớp transport là lớp xe buýt thì cũng có phương thức sâu. Và cái hiện tượng định nghĩa lại phương thức sâu này người ta gọi là nạp chồng. Cái nạp chồng mà chúng ta đã học trong cái chương 3 đó. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi định nghĩa cho cái từng cái phương thức mà ta vừa mới khái báo ở trên đối với cả lớp xe buýt. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa, ta sẽ định nghĩa cái lớp xe buýt, định nghĩa cái phương thức khởi tạo không tham số của lớp xe buýt. Cái phương thức khởi tạo không tham số thuộc lớp xe buýt chúng ta bắt đầu này bằng từ khóa, nếu không có kiểu, nhớ rằng đây không có kiểu trở về nha, bởi vì là đây là phương thức khởi tạo nên không có kiểu trở về, mà chúng ta bắt đầu bằng tên lớp rồi đến toán thử phạm vi. Toán thử phạm vi sau đó là đến tên của phương thức khởi tạo cùng với cả tên lớp. Tiếp theo nữa là toán thử dẫn xuất. Thế thì khi chúng ta sử dụng lớp cơ sở trừu tượng, khi sử dụng lớp cơ sở trừu tượng thì chúng ta phải
dẫn xuất một cách tường minh, nếu phải dẫn xuất tường minh. Cái hàm khởi tạo của lớp enzyme. Thế thì bây giờ chúng ta quan sát này, ở trong cái ví dụ, các cái ví dụ trước ở chương thứ ba, lớp xe buýt là lớp dẫn xuất từ hai lớp cơ sở là lớp xe ca và lớp transport. Cho nên theo như lý thuyết ở chương 3 thì chúng ta chỉ cần khai báo là ca này. Đấy. Rồi đến là transport này. Là đủ. Nhưng vì lớp xe ca và lớp transport là hai lớp dẫn xuất, nó là lớp cơ sở, nhưng bây giờ nó lại là hai cái lớp dẫn xuất từ một lớp cơ sở trừu tượng là lớp enzyme, cho nên trong hàm khởi tạo của lớp xe buýt chúng ta phải có một cái hàm nữa, phải gọi tới một cái hàm nữa, đó là hàm khởi tạo của lớp cơ sở trừu tượng, lớp cơ sở trừu tượng enzyme. Đó. Ta phải bổ sung. Nhớ là phải Còn thêm. là nó cứ phải lần lượt ở đây. Và nó sẽ lần lượt theo cái tự dẫn xuất này thôi. Hàm khởi tạo thì cứ theo thứ tự dẫn xuất, theo thứ tự dẫn xuất này. Nhưng nhớ rằng là phải để enzyme ở đầu tiên và nó sẽ gọi tới cái hàm khởi tạo enzyme đầu tiên, sau đó mới theo thứ tự là xếp xe khởi tạo xe ca này, rồi đến khởi tạo transport. Chúng ta nhớ là chúng ta không để enzyme đằng sau này đâu, không để enzyme đằng sau, enzyme ở đây nhau nhé, không để enzyme đây, mà chúng ta phải để đằng trước, trước xe ca. Hay nói khác đi là lớp enzyme là lớp cơ sở trừu tượng đầu tiên ấy, ở trước lớp cuối cùng, lớp trên cùng ấy, thì chúng ta phải để đầu tiên. Lưu ý. Đến đây chúng ta bắt đầu mới định nghĩa cho hàm khởi tạo này. Thế thì bây giờ định nghĩa chi tiết cho cái hàm khởi tạo không tham số này, thì chúng ta rằng là chúng ta để dẫn xuất như này ấy, thì hiểu rằng là enzyme sẽ được gọi đến rồi này. Tức là trong cái khởi tạo của lớp cho biết này, nó có khởi tạo của enzyme này. Đấy, rồi có khởi tạo xe ca này, rồi có khởi tạo của transport. Bây giờ ta bổ sung thêm khởi tạo nữa, đó là gán giá trị level bằng không. Tiếp tục chúng ta định nghĩa cho hàm khởi tạo 5 tham số. Hàm khởi tạo 5 tham số. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đấy, khởi tạo 5 tham số đây. Chúng ta có 5 tham số đây này. Có xuống đây. Và tham số đầu tiên là để khởi tạo cho cái thuộc tính công suất, nên tôi để là P in. Đấy, group in này. Thế còn cái tham số thứ hai, chúng ta nhớ rằng đây là đang định nghĩa chi tiết, định nghĩa cài đặt chi tiết, cho nên chúng ta phải chỉ rõ thêm tham số. Tham số thứ hai là để khởi tạo cho cái thuộc tính speed, tôi để là s in. Và tham số thứ ba là để khởi tạo cho cái thuộc tính max, thuộc tính max của lớp xe ca, cho nên tôi để m in. Tức là phải chỉ rõ thêm tham số. Thế còn cái thuộc tính thứ tư là để khởi tạo cho cái thuộc tính drive của xe ca, tôi để là p r in. Thuộc tính thứ năm là để khởi tạo cho cái thuộc tính power, hay thuộc tính công suất, power power rồi nhỉ, cái thuộc tính ticket, xin lỗi, thuộc tính ticket của transport tôi để là t in. Thế rồi cái thuộc tính thứ sáu là để khởi tạo cho cái thuộc tính label của lớp xe buýt, nên tôi để là L in. Thế và trong các lớp cơ sở như là lớp cơ sở trừu tượng enzyme, thì chúng ta gọi cái hàm khởi tạo một tham số của nó ra. Và bên đây chúng ta đã khởi tạo tường minh tất cả các cái năm tham số, à, sáu tham số, và các cái thuộc tính từ lớp cơ sở trừu tượng đến các cái lớp cơ sở rồi lớp dẫn xuất, thì chúng ta đều gọi tới, đều có mong muốn rằng là gán những cái giá trị thuộc tính của các lớp đó bằng những cái giá trị cụ thể được truyền vào từ cái hàm khởi tạo của lớp xe buýt. Và chúng ta thấy rằng là 6 tham số này tương ứng với 6 thuộc tính của lớp cơ sở trừu tượng, lớp cơ sở và lớp dẫn xuất. 6 thuộc tính này
Chúng ta rằng là ở lớp cơ sở trừu tượng có một thuộc tính, lớp xe ca có ba thuộc tính, lớp xe trans, lớp transport có một thuộc tính, như vậy là 5, ở lớp xe buýt có một thuộc tính là 6. Đó, chúng ta có 6 giá trị thang số tương với 6 thuộc tính. Cho nên ở đây chúng ta sẽ gọi các cái hàm khởi tạo. Hàm khởi tạo có thang số ra. Ở đây hàm khởi tạo của lớp engine chúng ta có một tham số. Và chúng ta thấy rằng là cái tham số này nó chính là cái tham số P-Vdupin. Tham số này phải nằm trong danh sách tham số của hàm khởi tạo lớp dẫn xuất P-Vdupin. Còn đối với hàm khởi tạo lớp CK chúng ta có mấy tham số đây? Chúng ta có 3 tham số. 3 tham số đó là tham số S in, M in và PR in. PR in. Chúng ta không cần chỉ ra kiểu mà chúng ta chỉ cần chỉ ra tên là được. M in, thế rồi gì nữa? M in này. Thế rồi là PR in, bỏ cái lốt đi. Đấy. PR in. Đó. 3 tham số hay 4 đây. Xem là lớp CK là lớp này có hàm khởi tạo lớp CK có mấy tham số đây? Hàm khởi tạo của lớp CK một một tham số này, hai tham số, ba tham số, bốn tham số, chứ không phải là ba tham số mà bốn tham số. Lớp CK còn thêm nữa cái thuộc tính là gì đây ạ? PR in này rồi là tích kít. Fly in, PVDub in này, PVDub in đây, bốn tham số, tham số đầu tiên là PVDub in, khởi tạo của lớp CK bốn tham số rồi chứ không phải là có ba tham số. PVDub in đấy. Thế còn lớp transport, transport thì có mấy tham số đây? Chúng ta nhìn transport này. Transport của ta là có hàm khởi tạo có tham số của transport là hai tham số, đó là P vdub in và T in. À, P vdub in và T in. Đây là tham số này này, tham số P vdub in này. Và gì nữa đây? Rồi tham số T in. Đây. Phải tạo cho cái giá vé. Tích kia đấy. Tức là gì? Tức là khi chúng ta gọi cái hàm khởi tạo của lớp xe buýt thì nó sẽ gọi tới hàm khởi tạo engine này, gọi tới hàm khởi tạo bốn tham số của lớp xe ca này, gọi tới hàm khởi tạo hai tham số của lớp transport, tức là nó lần lượt theo cái thứ tự này. Và theo thứ tự này thì nó thực hiện các câu lệnh như sau. Đầu tiên là gán gán gì đấy, gán thuộc tính công suất power này, gọi tới hàm engine là gán công suất power bằng P V đúc in này. Đấy. Thế và tiếp tục gọi tới hàm khởi tạo lớp CK thì gán các cái giá trị là P S speed này. Speed thì bằng S in này, max thì bằng max in này, drive thì bằng drive PR in này. Tiếp tục gọi đến hàm khởi tạo của transport thì nó sẽ gán là gì ạ? Ticket thì bằng T in. Đấy. Như vậy chúng ta thực hiện là đến 5 tham số rồi. Bây giờ tiếp tục gán cho cái thuộc tính thứ sáu là label thì bằng L in, label bằng L in. Vậy chúng ta định nghĩa xong cái hàm khởi tạo 6 tham số của lớp xe buýt. Bây giờ chúng ta tiếp tục định nghĩa chi tiết, định nghĩa cài đặt chi tiết cho cái phương thức sâu. Đây là cái phương thức thông thường, thế là chúng ta phải chỉ ra kiểu, rồi đến là tên lớp, rồi đến toán thử phạm vi, rồi đến tên hàm. Tên hàm thì chúng ta có hàm sâu. Sau này chúng ta thực hiện các lệnh như sau. Trước chúng ta hiển thị cái giá trị thuộc tính của lớp
giá trị thuộc tính power của lớp lớp enzyme chúng ta có là Cl, công suất này chúng ta có công suất là power, đúng không? Power, nhưng vì power của chúng ta là cái thuộc tính có tính chất private cho nên là chúng ta phải gọi hàm ghép power ra để lấy về cái giá trị của thuộc tính power. Tiếp theo nữa là chúng ta hiển thị nhãn hiệu xe Cl. Nhãn hiệu xe nhãn hiệu xe thì nó chính là cái thuộc tính mắc này, nhưng mà vì thuộc tính mắc này có tính chất private nên chúng ta không thể truy nhập từ bên ngoài lớp được, anh phát đi lớp dẫn xuất chúng ta không thể truy nhập được, cho nên chúng ta phải sử dụng cái hàm kết mắc để chúng ta lấy về cái giá trị của cái thuộc tính mắc. Và kết mắc của chúng ta nó chính là một cái phương thức thuộc lớp CK, cái phương thức này nó có chức năng là lấy giá trị của thuộc tính mắc. Theo nữa là hiển thị tốc độ xe, độ xe độ xe thì chúng ta cũng không thể hiển thị cái thuộc tính speed một cách trực tiếp được, mà chúng ta phải gọi hàm get rồi giá vé. Vé này thì chúng ta phải có cái thuộc tính là price, nhưng price cũng là thuộc tính private cho nên chúng ta phải gọi hàm get price. Hiển thị giá vé của xe CAO, giá vé rồi đúng không? Đây là giá xe chứ, giá xe. Còn giá vé thì chúng ta gọi hàm là hàm get. Rồi để hiển thị cái tuyến số mấy, tức là hiển thị cái giá trị của label này, thì chúng ta sẽ có câu lệnh là cell là tuyến số, ví dụ như thái nguyên đại từ là số 1, thái nguyên công công là số 2 chẳng hạn, thì chúng ta có cần phải ghép label gì không? Không cần, bởi vì label là một cái thuộc tính thuộc lớp xe buýt và nó có cùng phạm vi với cả cái phương thức sâu này, cùng phạm vi, thế là phương thức sâu hoàn toàn có thể sử dụng label được, thế là chúng ta chỉ hiển thị label ở đây không cần phải hàm get. Nhiều khi các bạn hay thắc mắc hỏi là tại sao có lúc thì dùng hàm get để lấy giá trị, lúc thì sử dụng luôn cái thuộc tính đó, vì là trong trường hợp mà cái thuộc tính label mặc dù là private nhưng khi nó đã có cùng phạm vi là trong lớp đối với cả phương thức sâu này rồi thì chúng ta không cần phải truy nhập đối tượng mà chúng ta sử dụng một cách trực tiếp. Thế còn hàm get ticket này, hàm get price vân à, đấy là hàm trả về những cái giá trị thuộc tính mà có tính chất private hoặc là tính chất protect. Thế còn trong trường hợp nếu như cái thuộc tính price của thuộc tính price này, thuộc tính ticket, thuộc tính speed, thuộc tính max, thuộc tính power mà có cái phạm vi truy nhập là public thì chúng ta cũng chẳng phải cần hàm get làm gì cả, chúng ta sử dụng trực tiếp luôn cái tên thuộc tính đó, nhưng vì nó có tính chất private nên chúng ta phải sử dụng một hàm ghép có tính, hàm ghép chúng ta bắt buộc phải có tính chất public nhé. Tại sao mà chúng ta cứ phải cầu kỳ thế? Bởi vì rằng là trong trường hợp mà chúng ta khai báo nó có tính chất private thì nó sẽ an toàn dữ liệu cho chúng ta hơn, chúng ta thấy rằng là nó sẽ không bị truy cập một cách tùy tiện trực tiếp từ bên ngoài. Thì chúng ta định nghĩa xong cái hàm trâu
Bây giờ chúng ta vào chương trình chính nha. Main. In main. Trong phần main này tôi thực hiện các lệnh sau. Nhất là tôi xóa màn hình đã. CLS. Tiếp theo đó là tôi khai báo một cái biến xe buýt, biến đối tượng thuộc lớp xe buýt đi. Buýt này. My bath. Và tôi sử dụng cái phương thức khởi tạo 6 tham số. Thứ nhất là 300 này. Tham số thứ nhất 300 này, tham số thứ hai là 80 này. Tham số thứ hai 3 là next này. Tham số thứ tư là 3000. 3000. Tham số thứ 5 là 6.5 đi. Tham số thứ 6 là 20 đi. Ví dụ đấy. Bây giờ tôi mời một người trả lời cho tôi là tôi khai báo biến MyBath như thế này thì cái hàm khởi tạo nó sẽ thực hiện những cái gì đây? À, mời bạn nha. Bạn Tạ Quang Lâm. Tạ Quang Lâm bắn rồi. Bạn Ma. Bạn bạn Tôn Trung Sơn. Bắn rồi. Bạn Ngô Quang Thắng. Vâng rồi. Nguyễn Ngọc Tuấn có Ngọc Tuấn đọc cho thầy xem là khi thầy sử dụng cái hàm khởi tạo khai báo một cái biến đối tượng MyBit với 6 tham số này thì đấy hàm nào sẽ được gọi tới và nó thực hiện chức năng gì? Có bạn nào trả lời không? Đúng rồi. Tôi kiểm soát đổi số và đổi hàm MyBus. Hàm nào nhé? Nó truyền đổi số vào hàm MyBus. Cái hàm khai khởi tạo của hàm bus. Khởi tạo mấy tham số đây? 6. 6 tham số, đúng không? 6 tham số mà nó thực hiện gọi tới cái hàm engine 1 tham số này. Gọi tới hàm khởi tạo 4 tham số này. Gọi hàm transport 2 tham số này, đúng không? Và thực hiện khán lệnh thêm một cái lệnh bổ sung nữa là label bằng tham số thứ 6. Đấy, đúng rồi. Cảm ơn bạn Tuyên nhé. Đó, như vậy là nó sẽ gán, đầu tiên là gán công suất là bằng 300 này, gán tốc độ xe bằng 80 này, nhãn hiệu xe bán bằng Lexus này, gán giá của xe là 3000 này. Đó, thế rồi gán cho cái giá trị thuộc tính ticket là bằng 6.5 này, thế rồi gán cho thuộc tính label là 20. Thế bây giờ chúng ta mới thực hiện thao tác là hiển thị quả phương thức sâu ra. Thế bây giờ tôi muốn gọi phương thức sâu mà hiển thị. Chúng thấy rằng là lớp nào cũng có phương thức sâu. Lớp nào chúng ta có phương thức sâu. Bây giờ tôi gọi muốn gọi cái phương thức sâu của lớp engine thì chúng ta làm nào. Gọi phương thức sâu của lớp engine chúng ta làm nào. Trong cái phần chương 3 là tôi đã giới thiệu cái việc mà gọi một cái phương thức mà được định nghĩa lại ở lớp tự xuất. Tôi đã giới thiệu cú pháp của nó rồi. Cái hiện tượng đấy hiện tượng nạp chồng đó. Khi xảy ra hiện tượng nạp chồng mà chúng ta muốn gọi tới một cái phương thức. Khi gọi chúng ta muốn gọi tới một cái phương thức của lớp cơ sở thì chúng ta làm nào? Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta sẽ phải đây, tôi hiển thị ví dụ là tôi muốn
Tôi muốn hiển thị rằng là gọi phương thức sâu của lớp enzyme. Phương thức sâu. Enzyme. Để gọi phương thức sâu của lớp enzyme ấy, thì chúng ta bắt đầu này. Như sau. Chúng ta lưu ý rằng là chúng ta chỉ có một cái biến đối tượng MyBAT này thôi. Đây là biến đối tượng thuộc lớp dẫn xuất xe buýt chứ không phải là thuộc lớp enzyme, cũng không phải thuộc K, không phải là transport nhé. Nhưng chúng ta vẫn gọi được các phương thức của các lớp cơ sở đó bằng cách là chúng ta chỉ rõ tên lớp. Thông qua toán tử truy nhập chúng ta chỉ rõ tên nước luôn ra. Đã, trong trường hợp này chúng ta sẽ có là MyBAT. Đầu tiên vẫn là đối tượng thuộc lớp dẫn xuất đã. Đã. Sau đó chúng ta truy nhập tới các phương thức của các lớp tương ứng. Thế bây giờ tôi muốn truy nhập tới cái phương thức sâu của lớp enzyme thì ta làm nào? Đầu tiên là ta phải truy nhập đến cái lớp K trước. Đấy. Lớp K. Sau đó toán tử phạm vi. Lớp K lại là lớp dẫn xuất của lớp enzyme, cho nên là toán tử phạm vi enzyme. Tên lớp mà có chứa phương thức sâu. Tôi tiếp tục sử dụng toán tử phạm vi để chỉ ra cái phương thức của lớp enzyme, cụ thể đây chính là phương thức sâu. Vậy là đến đây chúng ta đã gọi được cái phương thức sâu của lớp enzyme này. Tại sao phải làm này? Bởi vì là chúng ta rằng là MyBAT này. Đây chúng ta đang hiển thị phương thức sâu của lớp enzyme mà. Tại sao chúng ta không truy nhập bỏ lớp K đi? Không, tại sao lại không bỏ cái này đi? Bởi vì sao? Bởi vì enzyme là lớp cơ sở của lớp CK. Cho nên chúng ta phải chỉ rõ CK ra. Đó. CK ra. Sau đó là đến enzyme rồi đến phương thức sâu. Tiếp tục. Bây giờ tôi muốn gọi một cái phương thức sâu mà cái phương thức sâu cũng thuộc lớp enzyme nhưng mà đi qua cái nhánh đó là đánh đây. Thế là tôi gọi là đi qua cái nhánh của CK này. Đi qua cái nhánh này nha. Bây giờ tôi tiếp tục lại gọi qua một cái nhánh thứ hai, nhánh bên phải là nhánh transport. Thay vì lớp CK bây giờ tôi sử dụng transport. Thì lúc này chúng ta phải sửa ở đây là cái lớp cơ sở đây không phải là CK nữa mà là transport. Transport. Đó. Và enzyme này là lớp cơ sở của transport. Bây giờ giả sử như là tôi muốn gọi tới cái phương thức sâu. Gọi tới cái phương sâu của lớp CK thì chúng ta làm nào? Bây giờ tôi muốn gọi tới lớp CK này. Phương thức sâu của lớp lớp CK. Thì chúng ta làm nào? Đọc cho tôi nhá. Tôi mời bạn Nguyễn Thị Thu Trang. Trang đọc cho thầy xem Có. là bạn Trang đọc cho thầy xem là bây giờ thầy muốn sử dụng cái phương thức sâu của lớp CK thì thầy gọi bằng cách nào? Đầu tiên vẫn là MyBAT này đúng không? Sau đó là gì? Tổ truy nhập này. Đó. Bây giờ gọi phương thức sâu của lớp CK thì phải chỉ ra tên lớp đúng không? Sau đó Vâng. là gì? Toán tử phạm vi đúng không? Rồi đến phương thức sâu. Đấy. Chỉ ra tên lớp rồi đến chỉ ra. Bây giờ thầy muốn chỉ ra phương thức sâu của lớp transport.
thức sâu của lớp transport này. Thì làm nào? À, đầu tiên cũng là gì? My bath. Gọi tên lớp ra. Transport. Sau đó là đến. Sau đó là đến toán thử phạm vi. Spot này, toán thử phạm vi. Rồi đến tên phương thức. Còn trong trường hợp mà hiển thị phương thức sâu của lớp xe buýt thì chúng ta chỉ việc là my bác chấm sâu là được, mặc định luôn. Từng màn hình sang kết quả đi tương không. Ta thử chạy chương trình xem nhé. Tôi dương lỗi ở đâu cả. Bây giờ chúng ta bắt đầu thử chạy trình xem nào, có kết quả như nào. Có gì đấy? Một dấu hai chấm thôi thầy. À ừ. Gì đây nhỉ? Công suất Hữu ngoặc thế nào đấy, mở đóng ngoặc ở get power, ở cuối get power thì à nó rồi 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 đúng rồi, hiểu đấy. Bạn là Long ngồi nhắc tôi sao nhỉ? vâng. À Long Nguyễn Hoàng Long đây đúng không? Vâng. Hôm nay tôi có vào nên là không chưa kịp mà có dấu. Đấy, chúng ta thấy chưa? Phương thức sâu của lớp xe ca này, nó hiển thị công suất thôi, của engine này. Thế còn phương thức sâu của lớp transport này, sâu của phương thức sâu của engine thì cũng là hiển thị theo cái nhánh thôi, thì vẫn là 300. Sâu của lớp xe ca thứ nhất là hiển thị nhãn hiệu xe này, tốc độ này, giá này, công suất này, công suất là 300. Phương thức sâu của transport thì hiển thị công suất và hiển thị giá vé này. Đấy, phương thức sâu của lớp xe buýt thì hiển thị là công suất này, nhãn hiệu xe này, tốc độ xe này, giá vé này, giá xe này, giá vé này, rồi là tiếng số 20 này. Đấy. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái ví dụ minh họa để chúng ta hiểu được cơ chế là lớp cơ sở trừu tượng, cơ chế mà sử dụng cái lớp cơ sở trừu tượng. Thế và khi mà chúng ta sử dụng lớp cơ sở trừu tượng ấy, thì cái việc mà cái hiện tượng mà các cái thành phần
của lớp cơ sở trừu tượng lặp lại nhiều lần ở trong lớp công suất là nó sẽ không còn hiện tượng đấy nữa, không còn hiện tượng đấy nữa. Thế và thông qua ví dụ này thì chúng ta cũng hiểu tường tận hơn về cái việc mà sử dụng đa kế thừa trong lớp đối tượng, đối lớp đối tượng. Đa kế thừa nó thể hiện ở chỗ nào? Ở cái lớp xe buýt được kế thừa từ hai lớp, đó là lớp transport và lớp CK. Thế còn cơ sở lớp chúng ta ấy rằng là khi mà chúng ta gọi khởi tạo đây này, chúng ta gọi cái hàm my bit này, này thì cái phương thức khởi tạo của lớp engine nó chỉ thực hiện một lần thôi, hiện thực một lần. Tôi ví dụ hiển thị trong này, ví dụ mà tôi có một câu lệnh này hiển thị nha, sao bằng không này, trong đó hiển thị là theo công suất chúng ta thấy được rằng là nó chỉ cái câu lệnh này nó chỉ thực hiện một lần thì một nhé. Đây, nó có công suất gọi hàm khởi tạo tham số. Quên chưa có ngắt sóng dòng. À, chúng ta thấy rằng là công suất bằng 300 này. Khi chúng ta khởi tạo này, gọi cái đây này, chúng ta thấy rằng là đây chúng ta có một cái câu lệnh là khai báo biến này, biến MyBus thuộc lớp xe buýt. Nếu như mà không có lớp cơ sở trừu tượng ấy, chúng ta không khai báo từ khóa vẫn chưa thì cái câu lệnh này nó sẽ thực hiện hai lần. Đây câu lệnh này nó sẽ thực hiện hai lần, hàm khởi tạo này sẽ thực hiện hai lần, nhưng vì chúng ta có từ khóa vớt chưa rồi cho nên là nó chỉ thực hiện một lần thôi. Nó thể hiện đây này, công suất này cán là 3.300 này. Đó. Nó thể hiện một lần thôi, chứ bình thường nếu mà không có vớt chưa nó sẽ cái từ hay là cái dòng công suất từ cán là 2.300 này nó sẽ xuất hiện hai lần, vì nó chúng ta thấy rằng là có hai lớp lớp dẫn xuất, có hai lớp dẫn xuất từ lớp cơ sở là lớp lớp engine cho nên nó sẽ xuất hiện hai lần. Thế nhưng vì ở đây chúng ta khai báo engine là lớp cơ sở lớp trừu tượng rồi, lớp vẫn chưa rồi cho nên là nó chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Thế đấy là cái minh họa để chúng ta thấy đi, hiệu ứng của cái việc mà sử dụng khái niệm mà lớp cơ sở trừu tượng. Thế đấy là cái nội dung thứ nhất của bài hôm nay. Chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là đa hình. Thế nào là đa hình? Chúng ta biết rằng là cái sự kế thừa trong suy cộng cộng là cho phép có sự tương ứng giữa lớp cơ sở và lớp sản xuất trong sơ đồ kế thừa. Thế và một con trỏ thì có kiểu lớp cơ sở, một con trỏ có kiểu lớp cơ sở luôn trỏ đến địa chỉ của một lớp đối tượng, một lớp đối tượng của lớp sản xuất. Chúng ta biết rằng là ở chương thứ 3 thì tôi đã có khái niệm là ép kiểu, đúng không? Ép kiểu thì cái lớp cơ sở
trong đó có sử dụng con trỏ. Thì con trỏ của lớp cơ sở, con trỏ thuộc lớp cơ sở thì bao giờ cũng có thể trỏ đến đối tượng của lớp dẫn xuất được, nhưng mà chúng ta không thể dùng con trỏ của lớp dẫn xuất để trỏ đến lớp cơ sở. Hay nói khác đi là chúng ta không thể lấy lớp cơ sở, chúng ta không thể gán giá trị của lớp cơ sở cho đối tượng thuộc lớp dẫn xuất, mà chúng ta chỉ có thể làm ngược lại, tức là chúng ta chỉ có thể là gán giá trị của lớp đối tượng lớp dẫn xuất cho biến đối tượng thuộc lớp cơ sở mà thôi. Hay nó khác đi là cái phạm vi cái lớp cơ sở của ta nó đóng vai trò là cái khung của lớp dẫn xuất, nó là cái khung. Đấy. Nó có khung và tất cả những cái lớp dẫn xuất sau đó là những cái cụ thể hóa, chi tiết hóa cho cơ sở. Tức là chúng ta chỉ có thể thực hiện là gán dẫn xuất cho cơ sở được, mà không thể làm ngược lại là cơ sở gán cho dẫn xuất được. Thế và chúng ta biết rằng là khi thực hiện cái lời gọi của một cái phương thức của lớp thì cái trình biên dịch sẽ quan tâm đến kiểu của con trỏ, chứ nó không quan tâm đến cái đối tượng mà con trỏ đang trỏ tới. Cái điều này có nghĩa rằng là cái phương thức của lớp ấy, mà con trỏ có kiểu được gọi, chứ không phải là phương thức của đối tượng mà con trỏ tới. Tôi lấy ví dụ nhỉ. Giả sử tôi có một lớp sơ ca là lớp cơ sở, lớp sơ bit là lớp dẫn xuất từ lớp sơ ca. Thế bây giờ tôi khai báo một cái my bit là biến biến đối tượng thuộc lớp dẫn xuất sơ bit. Thế và tôi khai báo một cái biến con trỏ thuộc lớp sơ ca. Thế và khi mà thực hiện phép gán ấy, thì chúng ta chỉ có thể là cho con trỏ thuộc lớp sơ ca trỏ đến đối tượng thuộc lớp sơ bit mà thôi, tức là thuộc lớp dẫn xuất. Tức là gì, con trỏ lớp cơ sở thì được phép là trỏ đến, hay là được phép trỏ đến đối tượng thuộc lớp dẫn xuất. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện là gì, chúng ta thực hiện là PDK này, PDK sâu này, tức là gọi phương thức sâu của lớp CK, của lớp dẫn xuất ra, thì nó sẽ gọi phương thức nào, thì nó sẽ gọi phương thức nào, vấn đề ở chỗ là nó gọi phương thức sâu của lớp CK hay gọi phương thức sâu của lớp cho biết. Thì trong trường hợp này cái phương thức sâu của ta là nó sẽ thực hiện là phương thức của lớp của kiểu con trỏ này, tức là gọi phương thức sâu của lớp sơ ca này. Đấy. Nó gọi phương thức sâu của lớp sơ ca chứ nó không gọi phương thức sâu của lớp sơ bit đâu. Tức là nó chỉ quan tâm tới kiểu của con trỏ thôi. Con trỏ có kiểu gì thì nó gọi tới các cái phương thức của con trỏ đó, của kiểu lớp đó. Chứ nó không gọi tới cái phương thức của cái đối tượng mà nó được chọn. Tức là nó không gọi tới phương thức của lớp sơ bit đâu. Không gọi phương thức sâu của lớp sơ bit mà gọi phương thức sâu của lớp sơ ca. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này thì trong sử dụng cộng nó có một cái cơ chế, nó có một cái cơ chế gọi là khái niệm về phương thức trừu tượng. Thế và bằng cách sử dụng cái phương thức trừu tượng này thì khi một phương thức từ một con trỏ đối tượng thì trình biên dịch nó sẽ xác định kiểu của đối tượng mà con trỏ nó đang trỏ đến, sau đó thì nó sẽ gọi cái phương thức tương ứng của đối tượng mà con trỏ đang trỏ tới đó. Tức là gì, tôi lấy ví dụ giả sử như là con trỏ PDK này, nó sẽ trong siêu cộng nó sẽ có một cơ chế là khi mà con trỏ này nó trỏ từ cái đối tượng là MyBit này này, thì khi gọi cái phương sâu thì nó sẽ gọi cái phương thức của lớp xe bit này ra, tức là nó trỏ tới đối tượng nào thì nó sẽ gọi tới cái phương thức của đối tượng đó, chứ nó không thực hiện cái việc mà gọi cái phương thức của kiểu con trỏ của con trỏ. Thế thông thường mà chúng ta chưa có cái cơ chế thông thường mà chúng ta chưa có cơ chế chưa có cái cơ chế mà phương thức trừu tượng thì nó sẽ gọi tới cái phương thức có kiểu của con trỏ. Thế và để khắc phục cái hạn chế đấy thì chúng ta sẽ khai báo cái phương thức như sau. Chúng ta khai báo cái phương thức trừu tượng như sau. Khai báo phương thức trừu tượng sau. Thứ nhất là trong trường hợp ở trong lớp đối tượng tôi khai báo một cái phương thức đó, có kiểu trả về và có nhiều tham số, một hoặc nhiều tham số. Thế thì để giải quyết vấn đề là con trỏ trỏ tới đối tượng nào thì sẽ gọi cái phương thức của đối tượng đó. Thì muốn giải quyết
khắc phục cái hiện tượng như thế. Ví dụ như phương thức sâu của tôi vừa kể trên, thì trước phương thức sâu đấy tôi phải khai báo nó là cái phương thức trừu tượng bằng từ khóa virtual virtual là từ khóa chỉ ra cái phương thức mà chúng ta đang sử dụng ở đây, đang khai báo và định nghĩa ở đây là phương thức virtual. Thế và cái việc mà chúng ta khai báo, chúng ta định nghĩa như này, người ta gọi đến là hiện tượng đa hình. Đa hình tức là tôi trỏ đến đối tượng nào thì tôi dùng cái phương thức của đối tượng đó, chứ không phải là tôi sử dụng cái phương thức của cái kiểu con trỏ, cái kiểu con trỏ ban đầu. Thế đấy là trong cái phần phạm vi khai báo lớp. Trong lớp thì chúng ta hoàn toàn có thể khai báo và đồng thời nghĩa luôn được. Đó. Thế trong trường hợp mà để chương trình sáng sủa thì tôi khai báo trước, sau đó định nghĩa sau. Thế còn nếu trong trường hợp mà chúng ta định nghĩa ở ngoài phạm vi lớp, có định nghĩa sau này, thì chúng ta sẽ định nghĩa theo cú pháp như sau. Đầu tiên là từ khóa vớt chưa để chỉ đăng đây là phương thức trừu tượng này, đa hình này. Sau đó kiểu trở về của phương thức. Thế và cũng giống như định nghĩa thông thường thôi, để chỉ ra định nghĩa được cái phương thức thì chúng ta bắt đầu phải là tên lớp này, kiểu trả về này, tên lớp này, tên phương thức này. Tên lớp này, toán thử phạm vi này, tên phương thức này, rồi danh sách cái tham số kèm theo đó. Tôi lấy ví dụ, giả sử như là chúng ta có cái phương thức show mà chúng ta trong lớp CK của chúng ta mà chúng ta muốn để rằng là đây là cái phương thức trừu tượng. Phương thức trừu tượng thì chúng ta phải khai báo nó với từ khóa code chưa trước kiểu của phương thức. Thế thì khi mà sử dụng các cái phương thức trừu tượng này thì chúng ta ghi nhớ cho tôi bốn cái lưu ý cơ bản như này. Hả? Được. Chúng ta lưu ý cho tôi bốn cái lưu ý này. Lưu ý thứ nhất là từ khóa vớt chưa của ta là có thể đặt trước hay là sau kiểu trả về của phương thức. Tức là cái từ khóa vớt chưa là có thể đặt trước void hoặc sau void. Thứ hai là với cùng một cái phương thức được khai báo ở lớp cơ sở, lớp dẫn xuất thì chúng ta chỉ cần dùng cái từ khóa vớt chưa ở một trong hai lần định nghĩa phương thức đó là đủ. Hoặc là chúng ta định nghĩa ở lớp cơ sở hoặc là lớp dẫn xuất. Chúng ta thấy rằng là ở trên này chúng ta có hai lớp, lớp CK và lớp này. Thì chúng ta có thể để vớt chưa ở trên này cũng được, ở lớp CK cũng được, hoặc để vớt chưa ở sau lớp submit cũng được, cần đặt một trong hai thôi, không cần đặt nhiều. Đó. Thứ ba nữa là trong trường hợp mà cây kế thừa có nhiều mức, ví dụ như là chúng ta có lớp engine này, thì lớp CK, lớp transport, rồi lớp submit. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần khai báo phương thức là trừu tượng ở một mức bất kỳ nào đó thôi. Khi đó là tất cả các phương thức cùng tên với phương thức đó. Đấy. Ở tất cả các mức đều được gọi là trừu tượng. Ví dụ như chúng ta có, ví dụ trên chúng ta có bốn cái lớp đối tượng, lớp CK, lớp CBIT này, lớp transport này, lớp engine, thì đều có phương thức sâu. Thì chúng ta để vớt chưa ở một phương thức thôi, thì tất cả các phương thức sâu đều có là coi như lớp trừu tượng. Thế và đôi khi thì chúng ta không cần thiết phải định nghĩa chồng đâu. Một phương thức đã được khai báo trừu tượng trong lớp cơ sở chúng ta không nhất thiết phải định nghĩa chồng. Thì cái này thì chúng ta không còn lưu tâm nữa, chúng ta chỉ cần lưu tâm tôi ba cái ý trên mà tôi vừa nói. Thế còn để sử dụng là phương thức trừu tượng đa hình ý, thì chúng ta sẽ tiếp cận đến một cái chương trình để chúng ta hiểu rõ hơn về cách chúng ta sử dụng cái trừu tượng. Cái chương trình này nó khá là dài, thì có lẽ rằng là để chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cận cái chương trình này cho nó được liên tục và nó không bị cắt quãng. Thế có lẽ là bây giờ cái buổi học buổi sáng này thì có lẽ tôi mời các em tạm nghỉ, sau đó chiều chúng ta tiếp tục. Mời các em nghỉ đi. Em chào thầy ạ. Chào em. Chào em.